Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm nút like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Vào ngày 11 tháng 5, mình có một cái video hướng dẫn các bạn nhận Bri 10 Top Cần Review nè các bạn. Thì Top Cần Review này chạy trên nền tảng của Canano các bạn. Thì bạn nào chưa biết về mạng Canano thì bạn xem lại video hướng dẫn tạo ví Fugoi để lưu trữ những cái đồng coi chạy trên nền tảng của Canano nè các bạn. Và video hướng dẫn KIC dự án Review Tool luôn nè các bạn. Thì hiện tại dự án này nó có cập nhật rồi các bạn. Thì cập nhật thì dự án này nó đã ra mắt một cái app, một cái ứng dụng như thế các bạn, dành cho hai hệ điều hành Android và iOS luôn rồi các bạn. Thì các bạn cần phải download app để cập nhật lại số dư balance của mình nha các bạn. Sau khi các bạn viết chữ phần link mô tả của mình download app xong thì các bạn đăng nhập vào cái tài khoản bằng email và mật khẩu cũ của các bạn đã đăng ký trên dự án Review Tool nè các bạn. Khi mở ra thì bấm vào sign in thôi các bạn. Rồi các bạn điền địa chỉ email của các bạn vào nè. Trước khi các bạn đăng ký email nào thì các bạn đăng ký email đó các bạn. Rồi bấm sign in. Rồi bấm vào continue. Rồi sau khi xong thì nó gửi cho các bạn một cái mã code email của tất cả các bạn. Ok, nếu nó không gửi vậy thì bạn bấm vào send code nha bạn. Lên mã code chứ. Rồi ngoài mèo rồi. Ok, cái vụ cái mèo nó có tên là Noredly nè các bạn, Zuma Ridlin thì các bạn nhấp vào nè các bạn. Rồi các bạn copy cái mã code này nè các bạn, mã code này nè. Mình sẽ chép lại, sau đó các bạn đăng nhập vào các bạn. Rồi các bạn bấm đăng nhập. Ok, đây mật khẩu các bạn tự đặt nha các bạn. 1 2 3 4 luôn. Xác nhận mật khẩu. Surprise. Sau đó các bạn nhập cập nhật thông tin của mình vào các bạn. Chọn ngày tháng năm sinh của tất cả các bạn. Rồi sinh ngày 22. Ngày mai thứ 6 các bạn đã ok nè. Rồi con chi từ quốc gia Việt Nam mình đi thính các bạn. Rồi số điện thoại 84 thì mình bỏ không đầu. Điện số điện thoại các bạn vào 3299 31577. Rồi các bạn bấm vào Ambot Adribot thôi bạn, 03299 31577. Bạn login vào thôi các bạn. Ok, sau khi vào thì các bạn KC được khoan. Hiện tại KC chưa cần thiết các bạn, sau này mình sẽ hướng dẫn các bạn KC sau. Ok, mình đã nhận được, các bạn nhắm vào mục này nè các bạn. Vào mục vì vô tu tôi cần balance nè, thì bạn sẽ thấy được số dư của mình. Mình đã nhận được 20 tục cần đi vô tu. Balance rồi. Hiện tại bạn nào mà chưa đăng ký bằng liền, chưa đăng ký thì đăng ký để nhận. Các bạn việc lên ghép chia sẻ trong quà những người thân, mỗi lượt ghép các bạn sẽ nhận được 5 tập cần review nữa các bạn. Dự án này khá là ngon đó các bạn. Ok, vậy video mình đã hướng dẫn cập nhật dự án Review Tool cho các bạn đến đây. Sau này mà có cập nhật nữa thì mình sẽ thông báo cho các bạn nữa các bạn. Vậy video mình đến đây kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn nhờ những video clip tiếp theo từ mình nhé.